Dạ vâng, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong video lần này của công ty Thảo Dược số 1, Lam Dược Nguyễn Thi. Anh chị thân mến, trong video này thì tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn một vị thuốc có tên gọi là Xà Sàng Tử. Đây là một vị thuốc quý mà cả nam giới, nữ giới đều có thể sử dụng được. Xà Sàng Tử là một vị thuốc nam rất là quý, thường được dùng để chữa các cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ, dị ứng nam giới, dương bất khởi, tiêu hóa kém ở nam giới rất là tốt. Vậy thì cụ thể cây Xà Sàng Tử là cây thuốc gì, công dụng ra sao, cách dùng như thế nào thì tôi mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một cách chi tiết về loại cây này. Thưa với anh chị, cái tên Xà Sàng Tử là bắt nguồn từ một truyền thuyết khá lạ kỳ về loại cây này. Ngày trước để lấy được một vị thuốc Xà Sàng Tử, người ta thường phải rất là kỳ công, vượt qua muôn vàn khó khăn và thậm chí có người đã mất mạng. Vì ở những cái nơi cây thuốc này thường mọc có rất là nhiều rắn độc, các loại rắn lại rất là thích nằm trên cây xà sàng. Tuy nhiên, đó chỉ là những cái câu chuyện xa xưa. Ngày nay thì xà sàng mọc khá phổ biến tại các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Và cây xà sàng còn một số nơi khác còn gọi là cây dần sàng, bởi khi chúng ta quan sát từ trên xuống dưới rất là giống cái dần sàng để các cụ nhà ta ngày xưa thường sàng thóc, sàng gạo. Đây cũng là một cái tên gọi mà rất là phổ biến về cây Xà Sàng Tử. Đây là một loại cây thuộc dạng thân thảo sống hàng năm và nó có chiều cao khoảng 40cm đến 1m. Cây có thân mềm, phân thành nhiều nhánh và có những cái rãnh dọc, lá mọc so le, xẻ lông chim từ 2 đến 3 lần, hình mác nhọn và có hai mặt nhẵn mịn. Hoa xà sàng mọc thành từng cụm, phân thành từ 15 đến 30 nhánh, màu trắng và có nhị dài vươn ra khỏi cánh hoa. Mùa hoa thường diễn ra vào từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Ở Việt Nam thì cây thuốc này chủ yếu phân bố ở các cái tỉnh miền Bắc như là từ Nghệ An, Hà Tĩnh trở ra, khu vực miền Bắc. Xà sàng rất là ưa thích nghi với những cái điều kiện khí hậu ẩm mát mùa xuân. Loài cây này có sức sinh trưởng rất là mạnh mẽ, đôi lúc còn bị coi là cỏ dại, mọc lấn át các loại cây trồng nông nghiệp khác. Quả xà sàng chín vào mùa hè và người ta thường cất cả cây phơi khô, sau đó đập dập lấy quả, loại bỏ các cái loại tạp chất, phơi thêm một lần nữa, sau đó lọc lấy quả của cây xà sàng. Tác dụng dược lý của Xà Sàng Tử. Những nghiên cứu gần đây, các cái tác động lên của cây Xà Sàng Tử lên động vật thực nghiệm đã chỉ ra rằng Xà Sàng Tử có những cái tác dụng chính như sau. Đầu tiên là có tác dụng chống loạn nhịp tim. Cái dịch chiết từ xà sàng có thể phòng ngừa các cái cơn rung thất, chống rối loạn nhịp tim. Tác dụng thứ hai là tác dụng chống dị ứng. Hoạt chất từ Xà Sàng Tử làm giảm các cái phản ứng quá mẫn trên da. Tác dụng thứ ba là tác dụng đối với hệ thần kinh. Dịch chiết xuất từ Xà Sàng Tử gây ức chế thần kinh, có tác dụng gây tê cục bộ, giúp an thần, gây ngủ rất là tốt. Tác dụng thứ năm là tác dụng giống nội tiết tố sinh dục. Nhóm Coumarin toàn phần từ xà sàng được cho rằng có tác dụng bổ thận trắng dương rất là tốt. Thứ sáu là xà sàng ảnh hưởng đối với loãng xương thực nghiệm. Dịch chiết từ Xà Sàng Tử nhóm Coumarin toàn phần được chứng minh là có khả năng phòng ngừa căn bệnh loãng xương ở giai đoạn đầu, ở thời kỳ mãn kinh ở phụ nữ. Về đông y thì cây xà sàng có những cái tính vị, công năng và công dụng như sau. Xà sàng có vị cay, tính ôn, quy vào kinh thận và tỳ, có tác dụng ôn thận, tráng dương, khu phong trừ thấp, sát trùng, trị lả ngứa rất là tốt. Theo y học cổ truyền thì xà sàng được dùng để chữa các cái chứng ngứa âm hộ, viêm âm đạo, trùng do trùng roi, trĩ ngoại, viêm da do dị ứng, nam giới dương bất khởi, có nghĩa là không thể cương cứng được. Và liều dùng thông thường từ 3 đến 10 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc là chế thành viên hoàn.
Theo một số các cái tài liệu nghiên cứu của nước ngoài thì sả sàng tử còn có một số các cái tác dụng như là lợi tiểu, tiêu sưng, chữa tiêu hóa kém, giúp an thần ngủ ngon. Và sau đây thì tôi xin chia sẻ một số các cái bài thuốc có sử dụng vị thuốc sả sàng tử như sau. Bài thuốc thứ nhất là chúng ta có thể dùng sả sàng tử để chữa căn bệnh viêm âm đạo do trùng roi. Đối với bài thuốc này thì anh chị cần sả sàng tử 15g, chúng ta nấu nước sắc, dùng thụt rửa âm đạo rất là tốt. Bài thuốc thứ hai là chúng ta dùng sả sàng tử để chữa lam giới dương bất cử, tức là dương vật không cử động được, gần như cái dạng rối loạn cương dương đấy ạ. Đối với bài thuốc này thì chúng ta dùng sả sàng tử, thỏ ti tử, ngũ vị tử, các cái vị lượng bằng nhau nghiền thành bột. Sau đó chúng ta trộn với mật chế thành viên to bằng một hạt ngô. Mỗi lần chúng ta dùng uống từ 20 đến 30 viên một ngày, ngày dùng 2 lần. Thỏ ti tử, ngũ vị tử, đây cũng là hai vị thuốc rất là tốt đối với bệnh yếu sinh lý. Bài thuốc thứ ba là chúng ta dùng sả sàng tử chữa loài giom, hay còn gọi là trĩ ngoại. Đối với bài thuốc này thì chúng ta dùng sả sàng tử 40g, cam thảo 40g. Chúng ta tán nhỏ trộn đều, ngày uống 9g bột chia thành 3 lần, mỗi lần 3g. Bài thuốc thứ ba, chúng ta dùng sả sàng tử để chữa căn bệnh mề đay. Quả sả sàng tử chúng ta phối hợp với lá bạc hà, lá hy thiêm và một ít muối dã lát, lấy nước này bôi hàng ngày. Sả sàng chắc hẳn là một vị thuốc rất là quý mà nhiều người biết tới từ lâu. Và hiện nay thì cái sả sàng tử đã góp mặt vào công thức rất là nhiều các cái loại thuốc, các bài thuốc khác nhau. Như vậy là tôi đã chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn các cái công dụng của cây sả sàng tử cũng như là ba bài thuốc rất là tốt từ vị thuốc sả sàng tử. Tuy nhiên thì trong cái video này thì tôi không thể chia sẻ được hết tất cả các cái bài thuốc của cây sả sàng tử, mà tôi chỉ chia sẻ tiêu biểu ba bài thuốc, và rất là hy vọng đây là những cái kiến thức rất là hay, rất là bổ ích, sẽ giúp ích anh chị trong cuộc sống mà có thêm một các cái lựa chọn mới trong việc điều trị bệnh mà không dùng các cái thuốc tân dược. Và nếu anh chị có quan tâm đến vị thuốc sả sàng tử cũng như là các cái loại thảo dược quý có nguồn gốc từ thiên nhiên thì có thể liên hệ với công ty thảo dược số 1 chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.